Xin chào anh em ha. Đây là xe Vision hiện đang bị mã lỗi là 52 ha. Thì xe này đây là mã lỗi 52. Lỗi 52 là liên quan tới cảm biến CKB nha anh, liên quan tới cảm biến CKB. Thì xe này hôm trước là đã kiểm tra cảm biến CKB rồi và phát hiện là đứt cái dắt của CKB. Nên em có thay cái dắt CKB mới ha, dắt gì mới. Thì hiện giờ xe đi vẫn trong tình trạng là chập chờn nha mấy anh. Cái tắt khóa nổ lại, tắt khóa nổ lại thì hết, nhưng mà chạy khoảng 1 đến 2 km thì nó sẽ bị lại ha. Thì giờ xe đang trong tình trạng là không đề được. Không đề được. Và xe này mình sẽ kiểm tra lại ha và sẽ xóa lỗi lại. Xe này cái tình trạng của nó là đứt dắt CKB và đồng thời các cái dây dương nguồn mát nguồn của nó chập nhau nha anh. Nên là sau khi mình đã thay dắt rồi thì mình phát hiện thêm là cái hệ thống cầu chì của nó trên này nó bị đứt cháy rất là nhiều cầu chì nha. Cầu chì của nó đây. Nó cháy đứt rất là nhiều cầu chì. Đó, thì sau đó mình phải khắc phục thêm nè, mình sẽ thay thế các cầu chì. Thì xe hiện giờ nó đang trong tình trạng là nó hoạt động tốt ha. Nó hết mã lỗi. Hết mã lỗi. Khởi động á, đề đó được ha, nổ ha. Thì tiếp theo mình sẽ sử dụng thiết bị chẩn đoán Smart Tool 2 để mình xóa lỗi cho khách luôn ha. Anh cắm vô, cắm vô. Rồi mở khóa lên, mở khóa lên. Chúng ta sẽ vào cái mục là động cơ ha. Anh bấm luôn nè. Honda đọc lỗi hiện hành lại kìa. Hiện giờ là xem không có mã lỗi, nó thoát ra. Nó vô cái mục đọc lỗi quá khứ ở dưới ha. Rồi. Cái máy này nó cũng giống như những cái máy Motoken hoặc là MT thôi. Thì đây nó xuất hiện là 52 ha, 52-1. Rồi cảm biến vị trí trục cơ. Và 52-2 là cảm biến CKB. Đó. Thì chúng ta sẽ tiến hành xóa lỗi luôn ha, tiến hành xóa lỗi. Ta sẽ thoát ra. Đây ta có thể xóa luôn ở giữa tại ngay vị trí này luôn, ta không phải vào cái phần xóa. Để thôi có xóa hay không, ta bấm xóa luôn. Đó, đang thực hiện nha, rồi xóa lỗi thành công. Ta sẽ đọc lỗi lại nè. Hết lỗi nè ha. Hết lỗi. Đọc lại lỗi lịch sử luôn nha anh. Rồi, hiện giờ là lỗi của lịch sử và lỗi hiện hành đều không có nha. Đây là xong cái quy trình để sửa chữa cái ban là mã lỗi 52.